Thay vì màu vàng, cam, đỏ như các linh vật trình làng trong thời gian qua, một linh vật rồng màu đen tuyền được làm bằng gáo dừa vừa xuất hiện tại tỉnh Bến Tre gây sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Nhiều người gọi đây là Hắc Long duy nhất của năm Giáp Thìn 2024. Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng. Theo ghi nhận, Hắc Long được trưng bày trên vỉa hè, đoạn đường Đồng Khởi, thành phố Bến Tre, trước Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Khởi, BIDV Đồng Khởi. Ông Trương Minh Tấn, Giám đốc BIDV Đồng Khởi cho biết, con rồng được làm chủ yếu từ chất liệu cây dừa, được một người dân Bến Tre, đồng thời là một khách hàng của Ngân hàng BIDV Đồng Khởi tặng. Linh vật rồng dài 3m8, cao 2m3, đế ngang 1m8, dũng mãnh đứng trên bản đồ Bến Tre, đầu hướng về phía đông, tượng trưng cho khát vọng của tỉnh. Toàn bộ dãy rồng được làm từ gáo dừa, râu rồng được làm từ sợi chỉ dừa, còn răng móng được làm bằng gỗ dừa, rất sắc sảo. Ngoài ra, phía dưới chân rồng còn có những tiểu cảnh nhỏ như cây lúa, bãi bồi hướng ra biển đông và một mô hình ba người đang chụm vào nâng một trái dừa, thể hiện cho ba dãy Cù Lao là Cù Lao Bảo, Cù Lao Minh, Cù Lao An Quá và cũng là đại diện nhà đầu tư, người dân, nhà nước.